Mình là Hùng, sinh năm 87 ở Nghệ An, thì hiện tại mình sang Hàn được 10 năm. Tháng 5 năm ngoái là không học gì, tự đi thi là được 90 điểm. Thế là em chán quá, em chả thi nữa. Lê Văn Hùng thì đã học khóa topic cấp 3 của cô Minh Chi và bạn ý đã đạt được topic cấp 4 cơ đấy các bạn ạ. Chào Hùng. Vâng, chào cô. Bây giờ thì em đang làm việc gì? Không, bây giờ là em đang đi làm công ty làm mộc ở dưới Incheon ấy, ở Kiên Kito Incheon. Bạn Hùng thì đã học khóa cấp 3 của cô Minh Chi nhưng mà bạn ý đã đạt được cấp 4. Thế thì mình sẽ hỏi xem là bạn ý đã có dự kiến, có biết được là mình đã sẽ đạt được cấp 4 không? Thực tế thì em không ngờ tới. Vì là em đi thi về, mình cảm nhận được cái bài thi của mình là nói chung chắc chắn là cấp 3. Nhưng mà đến cấp 4 ấy, thì có một chút may mắn nào đó thì mình được cấp 4. Thì rất thực sự là rất bất ngờ với cái kết quả đó. Anh em công ty làm cùng cũng rất là mừng cho em. Vì có cái đó ấy, thì mình mới được đổi được cái visa, có điểm thêm điểm đối tra. Nếu như mà em nhận được topic cấp 4 ấy, thì điểm lợi nó là cái gì nhỉ? Điểm lợi thì nếu mà hiện tại, nếu mà mình đổi visa là một cái điểm lợi. Thứ hai, nếu mà sau này em không làm ở Hàn Quốc nữa, tức là em không muốn làm việc ở Hàn Quốc nữa, về Việt Nam làm mà sinh sống ấy, thì xin công ty Việt Nam ở Hàn Quốc, công ty Hàn Quốc ở Việt Nam thì cực kỳ tốt. Em đã thi topic bao nhiêu lần rồi? Topic 2 là mãi, em đã thi bao nhiêu lần rồi? Em thi đúng 2 lần. Lần 1 là năm ngoái, tháng 5, đúng tháng 5 năm ngoái là không học gì, tự đi thi là được 90 điểm. Thế là em chán quá, em chả thi nữa. Thế là năm nay thì sau một năm này vừa rồi là em cũng không định học đâu. Nhưng mà vừa rồi là để cho mục tiêu đổi visa hoặc là về Việt Nam làm việc ấy, thì em phấn đấu là phải thi được cái topic để có bằng về đi làm Việt Nam. Cho nên em phấn đấu trong khoảng 2 đến 3 tháng ấy, là học liên tục. Nhưng mà học ở trung tâm của mình ấy, thì chỉ có khoảng tầm 1 tháng thôi. Thì là em thi vừa rồi thì đạt được kết quả như thế. Phương pháp của cô ấy là mình không biết cái gì, hoặc là từ mới, ngữ pháp, tất cả phương thức học ấy, cách thức giải bài, làm bài, thì là cô chỉ cho mình thì mình học rất là nhanh. Đấy, tiếp thu cực nhanh. Thực tế là bây giờ là thời đại 4.0, thời đại Internet, cho nên là em nghĩ là cái xu hướng mà học tập ở trên bằng ở trên điện thoại và máy tính bằng video thì rất là tiện lợi. Vì nhất là công việc bận rộn, rồi là đi lại bận rộn, nó có gì khi nếu mà mình xem video ấy, thì mình có thể bất cứ đâu có mạng là mình có thể ngồi, mình mở điện thoại ra, mình nghe video được. Nên là giúp ích rất là nhiều. Vâng, mình đã làm được, tại sao các bạn không làm được? Hãy đến với Talking Korea để học topic cùng cô Minh Chi. Mình làm được, chắc chắn các bạn cũng sẽ làm được. Cố lên! Cùng với cô Minh Chi chứ. Nè. 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 Nè.